Quyển 31 thứ 13 Thành Phản Địa phần 3 của Du Giả Sứ thứ 2 Quán Duyên Khởi. Sao gọi là hành giả sinh tu quán duyên khởi? Tầm tư tế bát xá na sở duyên sáu sự sai biệt. Đó là đường chánh pháp về duyên khởi của tánh duyên tăng thượng. Vì lực lắng nghe thọ trì tăng thượng chân chánh rõ biết các pháp như vậy sanh, để mỗi mỗi các pháp kia sanh, các pháp như vậy diệt, để mỗi mỗi các pháp kia diệt. Trong đấy tất cả đều không có người làm, người sanh, người hóa, và năng tự do tự tại tạo các pháp, cũng không tự tánh sĩ phu, người trung gian năng chuyển biến các pháp. Nếu năng rõ biết tất cả nghĩa như vậy, gọi là tầm tư nghĩa của các duyên khởi. Lại từ trạch sâu 12 trì hữu hoặc trong hoặc ngoài mà phát khởi thắng giải, đây gọi là tầm tư các sự của duyên khởi. Lại từ trạch sâu, hết thảy trì vô mình, tiền tế không biết, hậu tế không biết. Như vậy nếu nói rộng, nên biết đã phân biệt ở trước, trong trì duyên khởi, đây gọi là tầm tư tự tướng của duyên khởi. Lại từ trạch sâu, tất cả các hành duyên sanh như vậy, đều không gì chẳng là xưa không nay có rồi tàn diệt, cho nên trước sau đều là vô thường. Lại đánh nó vô thường, vì đều có pháp sanh lão bệnh tử. Đánh nó là khổ, vì chẳng được tự tại. Đánh không vô ngã, vì người trung gian, sĩ phu không thể có được. Đây gọi là tầm tư cộng tướng của duyên khởi. Lại tu trạch sâu, nếu ta ở nơi đạo lý như thật các hành vô thường, khổ, không vô ngã kia, mà phát sanh ngu, mê, nghi hoặc, liền là điên đảo, nhiếp thuộc phẩm hắc, nói rộng như trước. Nếu chẳng ngu mê nghi hoặc, liền không điên đảo, nhiếp thuộc phẩm bạch, nói rộng như trước. Đây gọi là tầm tư các phẩm của duyên khởi. Lại từ trạch sâu, ở đời quá khứ tự thể có được, tánh không thật thường, đã tồn tại như vậy. Ở đời hiện tại tự thể có được, tánh không thật thường, đang tồn tại như vậy. Ở đời vị lai tự thể có được, tánh không thật thường, sẽ tồn tại như vậy. Đây gọi là tầm tư các thời của duyên khởi. Lại từ trạch sâu, chỉ có các nghiệp và quả dị thuộc, trong đó chủ tể đều không thể có được. Chỗ gọi là người làm và người thọ, chỉ có ở nơi phát do giả tưởng kiến lập mà phát khởi, đó là ở trong vô minh duyên hành cho đến duyên sanh duyên lão tử phát khởi giả tưởng thiết lập, nên ngôn luận gọi là người làm cùng với người thọ, có tiền như thế, có trục như thế, có tánh như thế, ăn uống như thế, lãnh thọ hoặc khổ hoặc vui như thế, trường thọ như thế, sống lâu như thế, ngàn mé thọ lượng tận cùng như thế. Này, ở trong đây có hai chủng quả và hai chủng nhân. Hai chủng quả: một quả tự thể, hai quả thọ dụng cảnh giới. Hai chủng nhân: một nhân dẫn dắt, hai nhân sanh khởi. Quả tự thể đó là ở đời hiện tại các pháp sáu xứ, các dị thục sanh. Quả thọ dụng cảnh giới đó là các thọ từ sáu giúp sanh ra, do nghiệp ái phi ái tăng thượng phát khởi. Nhân dẫn dắt đối với hai quả trên phát khởi ngu si, bởi ngu si làm tiền dẫn để phát khởi hành phước, phi phước và bất động. Hành năng nhiếp thọ các thức của hậu hữu khiến sanh hữu nảy mầm, đó là vì năng nhiếp thọ trùng tử thức khiến kia triển chuyển nhiếp thọ trùng tử danh sắc, trùng tử sáu xứ, trùng tử xúc thọ của hậu hữu, vì khiến tri sanh ở tương lai thức danh sắc lục xứ xúc thọ thứ lớp sanh nhiếp thuộc tưởng. Này, trước nhiếp thọ trùng tử của pháp kia hết thảy như thế gọi là nhân dẫn dắt, nhân sanh khởi. Nếu lúc lãnh thọ những cảm thọ do các vô minh xúc sanh khởi, do ái cảnh giới, ái sanh hậu hữu và sở hữu các thủ năng nhiếp thọ phẩm ái phẩm si, tức do thế lực đây, do công năng đây, nên trùng tưởng nghiệp được thấm nhuần khiến kia năng cho các quả dị thục, hết thảy như thế gọi là nhân sanh khởi. Do lực tăng thượng của hai nhân đây, liền bị sự đuổi theo của ba khổ triệu tập tất cả uẩn khổ thuần là khổ lớn. Như vậy gọi là nương quán đãi đạo lý, tầm tư sở hữu đạo lý của duyên khởi. Lại tư trạch sâu, ở trong quán duyên khởi của tánh duyên, nếu khéo tu khéo tập, khéo tu tập nhiều, năng đoạn trừ được ngu si. Lại từ trạch sâu, đạo lý như vậy có trí giáo lượng, có hiện chứng bên trong, có pháp tỷ độ, cũng có nghĩa pháp tánh thành lập. Như vậy gọi là nương tác dụng đạo lý, chứng thành đạo lý, pha nhĩ đạo lý để tầm tư sở hữu đạo lý của duyên khởi. Đây gọi là hành giả sinh tu quán duyên khởi, tầm tư tế bát xá na, sở duyên sáu sự sai biệt. Quán giới sao gọi là hành giả xin tu quán giới sai biệt? Tầm tư tỳ bát xá na sở duyên sáu sự sai biệt, đó là nương chánh pháp về giới sai biệt tăng thượng. Vì lực lắng nghe thọ trì tăng thượng, năng chánh hiểu rõ tất cả nghĩa giới, nghĩa chủng tánh, nghĩa chủng tử, nghĩa nhân và nghĩa tánh. Như vậy gọi là tầm tư nghĩa của giới. Lại chánh tầm tư nội ngoại của sáu giới sai khác như địa mà phát khởi thắng giải, như vậy gọi là tầm tư sự của giới.
lại tránh tầm tư tướng của đất cứng chắc, cho đến tướng của gió dao động nhẹ nhàng, tướng của thức phân biệt rõ ràng, tướng của không giới là rỗng không, tướng sắc biến khắp, tướng không chướng ngại nhau, đây gọi là tầm tư tự tướng của các giới. Lại tránh tầm tư tất cả giới, đây nói tóm lại đều là vô thường cho đến vô ngã, đây gọi là tầm tư cộng tướng của các giới. Lại tránh tầm tư người ở nơi một tướng hòa hợp của nhiều tánh giới sai khác như vậy mà không rõ biết, là chỉ do giới sai biệt hòa hợp thanh thân này lại phát khởi cao mạn, liền là điên đảo, nhiếp thuộc phẩm hắc, nói rộng như trước. Trái với tướng trên liền không điên đảo, nhiếp thuộc phẩm bạch, nói rộng như trước, đây gọi là tầm tư phẩm của giới. Lại tránh tầm tư ở đời quá khứ vị là hiện tại, do sáu giới làm duyên được nhập vào thai mẹ, như vậy gọi là tầm tư thời của giới. Lại tránh tầm tư do nhiều duyên hòa hợp như cỏ cây kết lại, bên trong có khoảng trống được gọi là nhà, như vậy sáu giới vì là chỗ nương của gân xương máu thịt, các duyên hòa hợp bao bọc hư không do các giả tưởng hết thảy tưởng thiết lập nên ngôn luận được gọi là thân. Lại do nghiệp phiền não đời trước và tự trùng tử lấy làm nhân duyên, như vậy gọi là nương quán đãi đạo lý, tầm tư đạo lý của các giới sai biệt. Lại tránh tầm tư ở nơi, nếu ở nơi quán giới sai khác như thế, khéo tu khéo tập, khéo tu tập nhiều, năng đoạn trừ được kiêu mạn. Lại tránh tầm tư đạo lý như thế, có trí giáo lượng, có trí hiện chứng đắc bên trong, có pháp tỷ độ, có pháp tánh thành lập, có pháp tánh khó nghĩ bản, có pháp tánh an trụ. Như vậy gọi là nương tác dụng đạo lý, chứng thành đạo lý, pháp nhĩ đạo lý để tầm tư đạo lý của các giới sai khác. Đây gọi là hành giả sinh tu quán giới sai khác, tầm tư tế bát xá na sở duyên sáu sự sai biệt. Quán a na bà na niệm. Sao gọi là hành giả sinh tu a na bà na niệm, tầm tư tế bát xá na sở duyên sáu sự sai biệt? Đó là nương chánh pháp về niệm hơi thở vào ra tăng thượng, về lực tăng thượng của lắng nghe thọ trì, năng chánh biết rõ ở nơi cảnh giới hơi thở vào ra, bậc tâm thông đạt rõ ràng, ghi nhớ rõ ràng không lạc mất. Đây là nghĩa của anapana niệm. Như vậy gọi là tầm tư nghĩa của anapana niệm. Lại tránh tầm tư hơi thở vào hơi thở ra, bên trong khả đắc vì hệ thuộc thân, nhiếp thuộc bên ngoài vì hệ thuộc nơi trốn, do vậy trong ngoài sai biệt. Như vậy gọi là tầm tư sự của anapana niệm. Lại tránh tầm tư hơi thở vào có hai, hơi thở ra có hai, nếu gió đi vào bên trong gọi là hơi thở vào, nếu gió đi ra ngoài gọi là hơi thở ra. Lại tránh biết rõ như vậy là hơi thở vào hơi thở ra dài, như vậy là hơi thở vào hơi thở ra ngắn, như vậy là hơi thở trải khắp phần thân, đây gọi là tầm tư tự tướng của các hơi thở. Lại tránh tầm tư hơi thở vào đã diệt, có hơi thở ra sanh, hơi thở ra đã diệt, có hơi thở vào sanh, hơi thở vào ra chuyển vận hệ thuộc mạng căn và thân hữu thức, hơi thở vào ra đây và chỗ nó nương đều là vô thường, đây gọi là tâm tư cộng tướng của các hơi thở. Lại tránh tầm tư nếu nơi hơi thở vào hơi thở ra như thế mà không an trụ chánh niệm, bị tầm tư ác nhiễu loạn tâm, liền là điên đảo, nhiếp thuộc phẩm hắc, là pháp tranh cãi, nói rộng như trước. Trái với tướng trên liền không điên đảo, nhiếp thuộc phẩm bạch, là pháp không tranh cãi, nói rộng như trước, như vậy gọi là tâm tư phẩm của niệm hơi thở. Lại tránh tầm tư ở đời quá khứ vị là hiện tại, hơi thở vào hơi thở ra chuyển hệ thuộc thân tâm, ngược lại thân tâm hệ thuộc hơi thở vào hơi thở ra, như vậy gọi là tâm tư thời của niệm hơi thở. Lại tránh tầm tư trong đây không có người nắm giữ hơi thở vào, người nắm giữ hơi thở ra, hơi thở vào hơi thở ra hệ thuộc nơi người kia, chỉ là các hành từ nhân từ duyên sanh khởi, phát khởi giả tưởng thị thiết kiến lập ngôn luận cho là có người năng nắm giữ hơi thở vào hơi thở ra. Như vậy gọi là nương quán đãi đạo lý, tầm tư lý của hơi thở. Lại tránh tầm tư nếu ở nơi niệm hơi thở vào hơi thở ra như vậy, khéo tu khéo tập, khéo tu tập nhiều, năng đoạn trừ tầm tư. Lại tránh tầm tư đạo lý như thế, có trí giáo lượng, có trí hiện chứng bên trong, có pháp tỷ độ, có pháp tánh thành lập, có pháp tánh có nghĩ bản, có pháp tánh an trụ, không nên nghĩ bản, không nên phân biệt, chỉ nên tin hiểu. Như vậy gọi là nương tác dụng đạo lý, chứng thành đạo lý, pháp nhĩ đạo lý, tầm tư lý của niệm hơi thở. Đây gọi là hành giả sinh tu ana bà nà niệm, tầm tư tỷ bát xá na sáu sự sở duyên sai biệt. Như vậy nương theo sở duyên tịnh hành để tầm tư quán sáu sự sai biệt, luôn luôn ở bên trong khiến tầm tịch tĩnh, luôn luôn ở nơi điều đã tầm tư, dùng quán hành thù thắng, quán xét thẳm sâu tỉ mỉ. Vị kia do lấy samatha làm chỗ nương,
nên khiến tỷ bát xá na nhanh chóng được thanh tịnh. Ngược lại, do lấy tỷ bát xá na làm chỗ nương, khiến Samatha tăng trưởng rộng lớn. Về phần nương sở duyên thiện xảo và sở duyên tịnh hoặc, để tầm tư tỷ bát xá na, sáu sự sở duyên sai biệt. Đối với từng sự thực hành này, ta sẽ nói sau. Lại nữa, trong đây có 9 loại gia hạnh thuộc phẩm bạch, trái với tướng trên, phải biết có 9 loại gia hạnh thuộc phẩm hắc. Sao gọi là 9 loại gia hạnh? Nhất thuộc phẩm bạch, 1 gia hạnh tương ưng, 2 gia hạnh tu tập xuyên suốt, 3 gia hạnh không trì hoãn, 4 gia hạnh không điên đảo, 5 gia hạnh đúng thời, 6 gia hạnh hiểu rõ, 7 gia hạnh không chán đủ, 8 gia hạnh không xả ách, 9 gia hạnh chân chánh. Do 9 loại gia hạnh nhiếp thuộc phẩm bạch đây, đang khiến nơi tâm nhanh chóng được định, khiến tam ma địa chuyển càng thêm thăng tiến. Lại do đây, đối với địa cần đi đến và điều cần chứng đắc nhanh chóng năng đi đến, năng chứng đắc không trì hoãn chậm chạp. Do 9 loại gia hạnh nhiếp thuộc phẩm hắc đang khiến tâm không nhanh chóng được định, không khiến tam ma địa chuyển thăng tiến. Lại do đây, đối với địa cần đi đến và điều cần chứng đắc bị trì hoãn chậm chạp, không thể nhanh chóng đi đến thành tựu. Một sao gọi là gia hạnh tương ưng, nếu người hành tham nên dùng quán bất tịnh an trụ nơi tâm, nếu người hành sân nên dùng từ mẫn an trụ nơi tâm, nếu người hành si nên dùng duyên khởi an trụ nơi tâm, nếu người hành kiêu mạn nên dùng giới sai biệt an trụ nơi tâm, nếu người hành tầm tư nên dùng ana bà na niệm an trụ nơi tâm, nếu người hành đẳng phần hoặc người hành mỏng trần nên tùy theo ý thích phản duyên nơi một cảnh an trụ nơi tâm xin tu gia hạnh, như vậy gọi là gia hạnh tương ứng. Hai, sao gọi là gia hạnh tu tập xuyên suốt ở nơi Samatha? Tỷ bát xá na đã từng tu tập nhiều, dẫn đến tu tập ít phần ở nơi tất cả kia, không phải mới bắt đầu sự nghiệp tu tập. Vì cớ sao người mới tu nghiệp ở nơi cảnh giới sở duyên tương ưng sinh tu gia hạnh, nhưng các cái lớp lớp hiện hành thân tầm thổ trọng do nhân duyên đây không thể khiến tâm nhanh chóng được định, như vậy gọi là gia hạnh tu tập xuyên suốt. Ba, sao gọi là gia hạnh không trì hoãn? Là phương tiện không gián đoạn, phương tiện ân trọng sinh tu quán hành. Nếu lúc xuất định, hoặc vì khất thực, hoặc vì cung kính phụng sự sư trưởng, hoặc vì khán bệnh, hoặc vì thuận theo tu nghiệp hòa kính, hoặc vì làm các việc khác hết thảy các loại việc làm như thế, nhưng tâm đối với công việc kia không tùy thuận hoàn toàn, không thú hướng hoàn toàn, không nhập vào trọn vẹn, duy trì nhanh chóng hoàn thành công việc, trở về siêng năng ngồi yên tịch tĩnh tu các quán hành. Nếu phải cùng gặp gỡ rất nhiều chúng khác nhau như bí sô ni, cận sự nam, sát đế lợi, bà la môn, tuy sống lâu hỗn tạp luận bàn trao đổi nhưng không bị cuốn hút khiến tưởng tục mà chỉ vui thích hạnh viễn ly, sinh tu quán hành, lại năng dũng mãnh tinh tấn như vậy, này ta nhất định đi đến chứng đắc điều chưa chứng đắc, không nên chậm chạp trì hoãn. Vì cớ sao ta có nhiều nhân duyên khiến bị hoại tử, đó là ở trong thân, hoặc bị gió, hoặc bị nóng, hoặc bị đàm phát động, hoặc thức ăn uống không tiêu hóa tổn động trong thân thành bệnh, hoặc ngoài thân, hoặc bị các loài trùng độc như rắn rết, bò cạp cắn chích, hoặc bị người và phi nhân khủng bố khiến kinh hãi, do nhân duyên đầy mà bị chết yểu. Vì thế phải hằng thường tư duy đối với các nguyên nhân gây nên hoại tử, tư tưởng vô thường, trụ không phóng dật. Do trụ không phóng dật như vậy, hằng thường tự tư duy theo mạng của ta, hoặc hơn 7 ngày rồi dần 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, 1 giờ, nửa giờ, nửa khắc, trải qua khoảng một bữa ăn, hoặc từ lúc hơi thở vào cho đến hơi thở ra, từ lúc hơi thở ra cho đến hơi thở vào, cho đến sự sống chỉ còn trải qua từng thời khắc như vậy. Đối với Thánh giáo Phật đắc ý siêng năng tu tập du già toàn bộ thời gian, đối với Thánh giáo Phật ta nhất định có nhiều sự thực hành, như vậy gọi là gia hạnh không trì hoãn. 4. Sao gọi là gia hạnh không điên đảo? Như được sự dạy dẫn chỉ bảo của các vị thầy du già đã khéo thông đạt hạnh tu du già, tức ở nơi pháp ấy, ở nơi nghĩa ấy mà thuận theo tập học như vậy, không chấp thủ điên đảo, không tầm ngã mạn, cũng không trụ kiến thủ của mình, không tà chấp hẹp hòi, đối với những lời giáo huấn tôn quý, chọn không khinh suất hủy hoại, như vậy gọi là gia hạnh không điên đảo. 5. Sao gọi là gia hạnh đúng thời? Là năng rõ biết, vào thời gian này nên tu tập tướng chỉ, thời gian kia nên tu tập tướng quán, thời gian khác nên tu tập tướng cử, thời gian khác nữa nên tu tập tướng xả. Lại năng biết rõ như thật về chỉ, có tướng chỉ, có thời chỉ, biết rõ về quán, có tướng quán, có thời quán, biết rõ về cử, có tướng cử, có thời cử, biết rõ về xả, có tướng xả, có thời xả. Sao gọi là chỉ? Là chín tướng tâm trụ, nó khiến tâm vô tướng, vô phân biệt, tịch tĩnh,
cực tịch tĩnh, đảo trụ vắng lặng thuần nhất không tạp, cho nên gọi là chỉ. Sao gọi là tướng chỉ? Có hai loại, một tướng sở duyên, hai tướng nhân duyên. Tướng sở duyên là ảnh tượng đồng phận, đồng phận với sự sở trì của phẩm Samatha, đây gọi là tướng sở duyên. Do sở duyên đây khiến tâm tịch tĩnh. Tướng nhân duyên là nương Samatha mà huân tập nơi tâm, ý khiến lúc sau Samatha định được thành tịnh nên tu tập rút giả sở hữu gia hạnh tỷ bác xá na, đây gọi là tướng nhân duyên. Sao gọi là thời chỉ? Lúc tâm trạo cử hoặc lúc đề phòng trạo cử, lúc này nên tu chỉ, lại nương tỷ bác xá na mà huân tập nơi tâm. Nếu lúc bị các tầm từ nhiễu loạn và bị các sự nghiệp khác nhiễu loạn, lúc này nên tu tập chỉ. Sao gọi là quán? Là quán hành, bốn hành, ba môn, sáu sự sở duyên sai biệt. Sao gọi là tướng quán? Có hai loại, một tướng sở duyên, hai tướng nhân duyên. Tướng sở duyên là ảnh tượng đồng phận với sự sở tri của phẩm tỷ bát xá na, do sở duyên đây khiến tuệ quán sát. Tướng nhân duyên là nương tỷ bát xá na mà huân tập nơi tâm, vì khiến về sau tỷ bát xá na đều thanh tịnh nên tu tập sở hữu gia hạnh nội tâm samatha định. Sao gọi là thời quán? Lúc tâm trì trệ hoặc lúc đề phòng trì trệ, lúc này nên tu tập quán, lại nương samatha mà huân tập nơi tâm. Trước nên ở nơi cảnh sự sở tri của kia như thật hiểu rõ, cho nên bấy giờ là lúc tu quán. Sao gọi là cử? Tức là tùy nắm giữ một chủng cảnh giới sở duyên tịnh diệu, hiển rõ, khuyến khích, dẫn phát tâm, khiến vui mừng hưng phấn. Sao gọi là tướng cử? Tức là do cảnh giới sở duyên tịnh diệu nên sắc tấn khích lệ tâm và thuận theo kia phát diện tỉnh tấn. Sao gọi là thời cử? Lúc tâm trì trệ chìm đắm, hoặc lúc đề phòng trì trệ chìm đắm, lúc này nên tu tập tướng cử. Sao gọi là xả? Là đối với sở duyên tâm không nhiễm ô, tánh tâm bình đẳng, ở nơi phẩm chỉ quán tâm điều nhu tránh trực, tánh nhậm vận chuyển. Vì tâm điều nhu tánh có khả năng khảm nghiệm, khiến tâm tỷ theo đó nhậm vận tác dụng. Sao gọi là tướng xả? Do sở duyên khiến tâm xả điều trên và ở nơi sở duyên không phát khởi sở hữu tình tấn thái quá. Sao gọi là thời xả? Tức là đã buộc tâm nơi phẩm Samatha, phẩm tỷ bát xá na thoát khỏi sở hữu trạo cử. Đây là lúc tu xả, như vậy gọi là gia hạnh đúng thời. 6. Sao gọi là gia hạnh hiểu rõ? Ở nơi các tướng đã nói như vậy, khéo nắm giữ, khéo liễu đạt. Sau khi đã khéo nắm giữ, khéo liễu đạt rồi, lúc muốn nhập định, tức liền năng nhập. Lúc muốn trụ định, tức liền năng trụ. Lúc muốn xuất định, tức liền năng xuất. Hoặc lúc muốn xả bỏ ảnh tượng sở hành của các tà ma điện, để tác ý tư duy cảnh giới sở duyên, sở hữu bản tánh của các bất định điện. Như vậy gọi là gia hạnh hiểu rõ. 7. Sao gọi là gia hạnh không chán đủ? Đối với hy thiện pháp không biết chán đủ, đối với việc tu đoạn không từng phế bỏ, đối với việc chuyển chuyển cao hơn, chuyển chuyển thủ thắng hơn, nhiều an trụ cầu tiến, không chỉ đạt được chút ít tĩnh định nhỏ đèn ở giữa đường mà sanh thối lui khuất phục, đối với các sự thực hành khác thường cầu thắng tiến, đây gọi là gia hạnh không chán đủ. 8. Sao gọi là gia hạnh không xả ách? Đối với tất cả học xứ đã thọ, không trái vượt, không khuyết phạm. Tuy thấy thiếu nữ khả ái, dùng nhàn đoan tránh mà không nhớ giữ tướng, không nhớ giữ tùy hảo. Đối với việc ăn uống, biết cách quân bình, siêng tu tỉnh thức, ít sự ít nghiệp, ít bị tán loạn. Đối với các việc làm đã lâu, các lời dạy đã lâu, có thể tự mình nhớ nghĩ, lại khiến người nhớ nghĩ. Hết thảy pháp như thế gọi là gia hạnh không xả ách. Do các pháp đây năng chân tránh thuận theo tâm tánh nhất cảnh, gia hạnh không xả ách đây khiến tâm không tán loạn, khiến tâm không rong ruổi theo ngoại cảnh, khiến tâm bên trong điều nhu hòa thuận, như vậy gọi là gia hạnh không xả ách. 9. Sao gọi là gia hạnh chân chánh? Nơi các sở duyên luôn phát khởi thắng giải thì luôn chân chánh trừ khiển, đây gọi là gia hạnh chân chánh. Việc đây thế nào? Như có người sinh tu quán bất tịnh, luôn chân chánh trừ khiển các bất tịnh, tác ý từ gì các tướng bất tịnh, do tỷ bát xá na hành theo tướng mà phát khởi tác ý ở nơi cảnh sở duyên, luôn luôn trừ khiển, luôn luôn hiện tiền. Chân chánh trừ khiển lại có năm loại: 1. Vì bên trong thu nhiếp tâm; 2. Vì không niệm tác ý; 3. Vì tác ý khác; 4. Vì tác ý đối trị; 5. Vì tác ý vô tướng giới. Nên biết trong đây có 9 tướng tâm trụ Samatha làm tiền dẫn, nên gọi là bên trong thu nhiếp tâm. Do lúc ban đầu trái với tất cả tướng, an trụ không động lạ, nên gọi là không niệm tác ý. Do duyên theo cảnh định địa khác, tư duy cảnh định địa khác nên gọi là trụ tác ý khác. Do tư duy bất tịnh đối trị với tịnh, cho đến tư duy anapanan niệm đối trị tầm tư,
Tư duy hư không giới đối trị các sắc nên gọi là tác ý đối trị, do ở nơi tất cả tướng không tác ý tư duy, ở nơi vô tướng giới tác ý tư duy nên gọi là tác ý vô tướng giới. Tuy an lập khắp tất cả sở duyên, chân tránh trừ khiển tướng lược chung có nằm loại, nhưng ý chính trong đây chỉ giữ lấy thu nhiếp tâm bên trong và không niệm tác ý. Người mới tu nghiệp lúc ban đầu tu tập hoàn toàn không dùng cảnh sở duyên hoặc bất tịnh và các xứ khác để trói buộc tâm, chỉ khởi nghĩ đây, tâm của ta làm sao được không tán loạn, vô tướng vô phân biệt, tịch tĩnh cực tịch tĩnh, không chuyển không động, không điều mong cầu, điều mọi sự tác dụng, bên trong điều hòa, vui thích. Tình cần như vậy rồi, không tư duy suy nghĩ, không niệm tác ý đối với tất cả tướng sanh khởi bên ngoài, tức do không niệm tác ý như vậy nên trừ khiển được sở duyên. Người kia ở trong đây tu tập du giả như thế, nhiếp thọ điều hòa vui thích, lại tiếp tục hành cảnh có tướng, có phân biệt như bất tịnh. Sao gọi là hành? Do tu tập ở nơi cảnh giới thì bát xá na hành theo tướng, hành theo tầm tư, hành theo quán xét, nhưng chẳng phải chỉ một hướng tinh cần tu tập thì bát xá na, sau lại hoàn xả tướng quán, lại ở nơi sở duyên, tư duy hành chỉ. Do nhân duyên đầy, người kia lúc bấy giờ ở nơi cảnh sở duyên không xả cũng không thủ, vì ở nơi sở duyên hành chỉ chuyển khỏi, nên không gọi là xả, vì ở nơi sở duyên không tạo tác tướng, vì không phân biệt nên gọi là không thủ. Tức do bên trong thống nhất tầm như vậy, khiến trừ khiển sở duyên. Lại ở trong đây, vì không thủ tướng quán nên không bị nhiễu loạn bởi duyên, tuy nắm giữ hành chỉ mà lại duyên nơi tướng của sự sở trì. Nếu ở nơi sở duyên, chỉ luôn sanh khởi thắng giải mà không luôn trừ khiển, tức không khiến sở hữu thắng giải kia càng về sau càng đi đến sáng sạch và chuyển chuyển cho đến rốt ráo, thì không thể đi đến cho đến hiện quán cảnh sự sở trì. Vì luôn phát sanh thắng giải, luôn trừ khiển nên càng về sau thắng giải chuyển chuyển càng thêm sáng sạch, chuyển chuyển cho đến rốt ráo cũng đang đi đến cho đến hiện quán cảnh sự sở trì. Thế như ở thế gian có học trò của họa sư mới bắt đầu tập vẽ, trước lãnh thọ học theo những kiểu dáng như lời dạy của thầy, quan sát tỉ mỉ rồi họa thành hình tướng kia. Sau khi đã làm xong lại nghiên cứu rồi hủy bỏ, sau khi hủy bỏ lại nghiên cứu tiếp tục làm lại, như hủy bỏ luôn luôn làm lại, như vậy hình tướng càng về sau càng chuyển chuyển trở nên sáng, trở nên sạch, trở nên tinh xảo hơn. Như vậy trải qua thời gian dài học tập nghiêm túc, được mọi người ở thế gian đều công nhận là vị đại họa sư. Hoặc ở trong số các họa sư, nếu không luôn hủy bỏ các hình tướng đã vẽ, tức là không luôn vẽ đi vẽ lại nhiều lần, thì hình tướng kia vĩnh viễn không bao giờ trở nên sáng sạch tinh xảo cho đến cuối cùng hiển hiện hoàn hảo. Như thí dụ trên, phải biết đạo lý đây cũng vậy. Nếu ở nơi cảnh đây đã khởi thắng giải thì quyết định ở nơi cảnh đây chân tránh trừ bỏ, cho đến không chỉ ở nơi cảnh đây đã chân tránh trừ bỏ rồi mà phải quyết định ở nơi cảnh đây lại tiếp tục phát khởi thắng giải. Nếu ở nơi cảnh nhỏ hẹp đã phát khởi thắng giải rồi, tức ngay chỗ nhỏ hẹp ấy mà chân tránh trừ bỏ như cảnh nhỏ hẹp, thì cảnh rộng lớn, cảnh vô lượng phải biết cũng vậy. Sau khi ở nơi cảnh nhỏ hẹp đã chân tránh trừ bỏ, trở lại phát khởi thắng giải ở nơi cảnh nhỏ hẹp, hoặc ở nơi cảnh rộng lớn, hoặc ở nơi cảnh vô lượng như cảnh nhỏ hẹp, thì cảnh rộng lớn và cảnh vô lượng phải biết cũng vậy. Nếu sở hữu của các pháp sắc, ảnh tượng tướng mạo hiển hiện nên biết tường tọa biến hóa thô, các pháp không sắc thì giả danh làm tiếng dẫn do lực tăng thượng của sự lãnh thọ ảnh tượng hiển hiện, hết thảy như vậy gọi là gia hạnh chân chánh. Như vậy chính loại gia hạnh nhiếp thuộc phẩm bạch, đối với samatha và tì bát xá na là pháp tùy thuận. Trái với chính loại gia hạnh đầy, đối với samatha và tì bát xá na là pháp trái nghịch. Như vậy do phẩm hắc phẩm bạch sai biệt nên kiến lập 18 loại gia hạnh, như vậy gọi là tâm tánh nhất cảnh. 4. Chướng ngại được thành tịnh. Các thầy du già tránh tu hành như vậy do bốn nhân duyên đang khiến tâm đoạn trừ các chướng ngại. Những gì là 4? A. Vì biết khắp tự tánh. B. Vì biết khắp nhân duyên. C. Vì biết khắp quá hoạn. D. Vì tu tập đối trị. A. Sao gọi là biết khắp tự tánh chướng ngại? Biết khắp chướng ngại có 4 loại. 1. Chướng ngại của khiếp nhược. 2. Chướng ngại của cái che phủ. 3. Chướng ngại của tầm tư. 4. Chướng ngại của tự kiêu ngạo. Chướng ngại của khiếp nhược là các nhớ tưởng nhiễm ô trông mong, không vui hy vọng, yêu não phát khởi trong lúc siêng năng tu hành hạnh xuất ly và hạnh viễn ly. Chướng ngại của cái che phủ là tất cả năm cái như tham dục. Chướng ngại của tầm tư là các tầm tư nhiễm ô như tầm tư dục. Chướng ngại của tự kiêu mạn ở nơi chốt phần trí kiến thấp kém
Nhưng yên ổn an trụ trong đó rồi tự sinh kiêu ngạo cho là ta năng đắc, người khác chẳng được như thế, cho đến nói rộng nên biết như trước, để gọi là biết khắc tự tánh chướng ngại. B sao gọi là biết khắc nhân duyên chướng ngại? Là năng biết khắc chướng ngại khiếp nghiệp ban đầu có 6 nhân duyên. Một, do sức nghiệp đời trước tăng thượng. Hai, do bệnh tật nhiễu loạn não hại nên thần gầy yếu bạc nhược. Hai, do gia hạnh thái quá. Ba, do không tu tập gia hạnh. Bốn, do mới tu tập gia hạnh. Năm, do phiền não mạnh mẽ. Sáu, do chưa tu tập xuyên suốt đời hạnh viễn lì. Lại thêm biết khắp nhân duyên chướng ngại của cái che phủ của tâm tư của tự kiêu ngạo, tức là ở trong các pháp xứ thuận theo chướng ngại của kia, tác ý phi lý thường xuyên tu tập nhiều, đây gọi là nhân duyên chướng ngại của cái che phủ của tâm tư của tự kiêu ngạo. Nếu không tác ý tư duy bất tịnh mà tác ý tư duy tướng tịnh diệu, đây gọi là tác ý phi lý. Nếu không tác ý tư duy tử mẫn mà lại tác ý tư duy tướng sân, đây gọi là tác ý phi lý. Nếu không tác ý tư duy tướng sáng mà lại tác ý tư duy tướng tối, đây gọi là tác ý phi lý. Nếu không tác ý tư duy tướng Samatha mà lại tác ý tư duy các tầm tư ác về thần thuộc đất nước bất tử, những việc xưa đã từng đùa chơi vui vẻ hành động phụng sự, đây gọi là tác ý phi lý. Nếu không tác ý tư duy duyên khởi của tánh duyên mà lại tác ý tư duy tưởng không như lý, và trong các hành bát đại kế chấp là ngã ngã sở, đây gọi là tác ý phi lý. C sao gọi là biết khắp quá hoạn chướng ngại? Vì biết rõ khắp có các chướng ngại như thế, nếu ở nơi bốn chướng ngại này thì những điều chưa chứng đắc chẳng chứng đắc, đã chứng đắc thì hoàn thối, khiến bại hoại sở hữu gia hạnh dù già, trụ nhiễm ô, trụ khổ não, khiến tự hủy mình hủy người, đến khi thân hoại mạng chung sanh vào con đường ác, đây gọi là biết khắp quá hoạn chướng ngại. D sao gọi là tu tập đối trị? Đối với các sự kiếp nhược, chung dùng tùy niệm để đối trị, do tác ý tùy niệm nơi tâm ra vui, khiến các kiếp nhược chưa sanh thì không sanh, đã sanh được diệt trừ. Do gia hạnh thái quá khiến thân gầy yếu bạc nhược, do đó ngay lúc đầu tu tập gia hạnh lấy việc tinh tấn điều độ thông đạt làm đối trị. Nếu không tu tập gia hạnh thì dùng cung kính lắng nghe, siêng năng thừa hỏi làm đối trị. Nếu phiền não thiêu đốt mạnh mẽ, dùng gia hạnh sở duyên bất tịnh để đối trị. Nếu chưa tu tập xuyên suốt, dùng phương tiện tư trạch như lý làm đối trị. Khởi nghĩ, lúc xưa ta không thường xuyên tu tập hạnh viễn ly nên ngày nay sanh khởi khiếp sợ đối với việc đây. Nếu ta này không tu tập hạnh viễn ly thì ở đời vị lai quyết chắc trở lại khiếp sợ như vậy, cho nên ta nay phải tránh tư trạch, ở nơi hạnh kia phải xả bỏ sự không vui thích mà tu tập vui thích. Lại ở nơi tác ý phi lý khác như cái che phủ, dùng tác ý như lý trái lại với kia để làm đối trị, nên biết đây gọi là tu tập đối trị. Lại biết khắp tự tánh chướng ngại, đây là năng chướng ngại, là năng nhiễm ô, nhiếp thuộc phẩm hắc, phải nên xả lìa. Lại năng biết rõ khắp nhân duyên xả lìa chướng ngại như thế mới có thể xả lìa, cho nên phải tránh tầm tư nhân duyên chướng ngại. Lại năng biết rõ khắp rằng ở nơi nên xả lìa mà không xả lìa sẽ có quá hoạn, cho nên phải tầm tư quá hoạn chướng ngại. Sau khi đã xả lìa lại tầm tư hơn nữa, làm sao khiến các chướng ngại không sanh khởi ở đời sau, cho nên tìm hiểu mong cầu việc tu tập đối trị. Do nhân duyên đây năng khiến tâm thanh tịnh đoạn trừ các chướng ngại. Phải biết trong đây, do những lời dạy về pháp tùy thuận có rất nhiều loại, nên tỷ bát xá na cũng có nhiều loại. Vì tỷ bát xá na có nhiều loại khiến samatha cũng có nhiều loại. Trở lại tỷ bát xá na, vì cảnh sở tri không có hạn lượng, nên biết lượng kia cũng không giới hạn. Đó là do ba muôn và sáu sự sai biệt, riêng mỗi loại lại có vô biên phẩm lại sai biệt ngộ nhập đạo lý. Hành giả chân chánh tu hành như như thường xuyên tu tập tỷ bát xá na được thanh tịnh tăng thượng cho đến tăng trưởng rộng lớn. Như vậy năng khiến thân tâm sanh khởi khinh an, nên biết phẩm samatha cũng được tăng trưởng rộng lớn. Như như thân tâm đạt được khinh an, như vậy ở nơi sở duyên tâm tánh nhất cảnh chuyển chuyển càng thêm tăng trưởng. Như như ở nơi sở duyên tâm tánh nhất cảnh chuyển chuyển càng thêm tăng trưởng. Như vậy lại khiến thân đạt được khinh an, tâm tánh nhất cảnh và thân tâm khinh an. Hai pháp như thế chuyển chuyển nương nhau, chuyển chuyển phụ thuộc lẫn nhau. Thân tâm khinh an và tâm tánh nhất cảnh, hai pháp như thế, nếu đắc chuyển y mới là rốt ráo. Vì đắc chuyển y nên ở nơi sự sở tri, trí hiện lượng phát sanh. Hỏi ngang đầu mới nói là quán bất tịnh đạt đến rốt ráo, cho đến ngang đầu mới nói là ana bana niệm đạt đến rốt ráo. Đáp, nói chung người tu quán hành, chân chánh gia hạnh tu tập quán bất tịnh,
cho đến tu tập thần cận. Thì tu tập nhiều, lúc này hoặc đi hoặc đứng, tuy có vô số cảnh giới hiện tiền, tuy lại quán sát sở hữu nhiều tướng mà an trụ tự tánh, do không giả hạnh, phần nhiều hành tướng bất tịnh hiển hiện, không phải các tướng tịnh. Do khéo tu tập các tướng bất tịnh, nên ở nơi các pháp xứ năng thuận theo tham dục chuyển, tâm không thú nhập, tâm không phối thích, tâm không tín giải, an trú nơi xả, sanh sầu nhàm chán trái lìa. Nên lúc bấy giờ người tu quán hành phải tự biết rõ, ta này đã thành tựu quán bất tịnh, ta này đã thu được quả của sự tu tập. Ngang đây gọi là tu quán bất tịnh đã được rốt ráo, trái với tướng trên nên biết gọi là chưa được rốt ráo. Như quán bất tịnh thì quán tưởng mẫn duyên khởi của tánh duyên giới hết sai biệt, ana bà nà niệm phải biết cũng vậy. Chỗ sai khác trong đây đó là phần điều hành tướng từ tâm hiển hiện, chẳng phải tướng sân khỏe. Ở nơi pháp xứ năng thuận theo sân triển, tâm không thú nhập cho đến nói rộng, phần điều hành tướng vô thường khổ không vô ngã hiển hiện, không phải hành tướng ngu si đồng hành với hy thường lạc thần kiến. Ở nơi pháp xứ năng thuận theo suy triển, tâm không thú nhập cho đến nói rộng, phần nhiều có chủng chủng tánh giới, chẳng phải một tánh giới. Nhiều tướng tưởng sai biệt của thân chứa nhóm hiển hiện, không phải một tưởng của thân chứa nhóm. Ở nơi pháp xứ năng thuận theo kiêu mạn triển, tâm không thú nhập cho đến nói rộng, phần nhiều tưởng tịch tĩnh bên trong, tưởng samatha hiển hiện, chẳng phải tưởng ý luận. Ở nơi pháp xứ năng thuận theo tầm tư triển, tâm không thú nhập cho đến nói rộng. Hỏi rằng đầu nói là hai pháp samatha và tỷ bác xá na hòa hợp bình đẳng cùng chuyển, do đây nên gọi là đạo song vận chuyển. Đáp: nếu đã đạt được tướng tầm trụ thứ 9 trong 9 tướng tầm trụ, đó là tam ma hí địa. Vị kia dụng tam ma địa viên mãn như vậy làm chỗ nương, ở trong pháp quán tu tập tầng thượng tọa. Vị kia bấy giờ vì do pháp quán mà đạo nhận vận chuyển nên không cần dụng công, không nhờ vào giác hạnh tỷ bát xá na mà được thanh tịnh trắng sạch theo samatha nhiếp thọ điều nhu, như đạo samatha nhiếp thọ mà chuyển, làng đề gọi là hai pháp samatha tỷ bát xá na hòa hợp bình đẳng cùng chuyển, giờ đây gọi là đạo samatha tỷ bát xá na song vận chuyển. Trong Ốt Đà Nam nói: tướng tầm tư quán xét theo hành có ba môn, nghĩa sự tướng phẩm thời lý sáu sự sai biệt, đầu gia hạnh tương ưng, thường tập không hoãn đãi, không điên đảo đúng thời, hiểu rõ không chán đủ, không xả bỏ thiện ách, sau cùng tránh gia hạnh. Chính lại phải nên biết có hai phẩm sai biệt, biết tự tánh nhân duyên để các quá họa kia tránh tu tập đối trị, khiến chướng được thanh tịnh. Năm tu tác ý, nơi bắt đầu tu nghiệp, lúc mới tu tập ở trong tướng đã được an lập phổ biến, vì khiến đạt được tánh nhất cảnh và các chướng ngại được thành tịnh, nên ra lìa ra hạnh tà, học ra hạnh chân chánh. Nề kê tác niệm như vậy: tà này vì chứng tâm tánh nhất cảnh và vui thích trong việc tu đoạn, nên phải siêng tu tập bốn loại tác ý. Những gì là bốn? Một tác ý điều luyện tâm, hai tác ý tươi nhuần tâm, ba tác ý sanh khởi khinh an, bốn tác ý thanh tịnh trí kiến. Sao gọi là tác ý điều luyện tâm? Do tác ý đây nên khiến tâm nhàm chán xa lìa đối với pháp đáng nhàm chán họa hoạn, đây gọi là tác ý điều luyện tâm. Sao gọi là tác ý tươi nhuần tâm? Do tác ý đây nên khiến tâm vui thích đối với pháp đáng hân lạc bậc thượng, đây gọi là tác ý tươi nhuần tâm. Sao gọi là tác ý sanh khởi khinh an? Do tác ý đây vào thời gian này đối với pháp đáng nhàm chán khiến tâm nhàm chán xa lìa, vào thời gian khác đối với pháp đáng hân lạc khiến tâm vui mừng hớn hở. Sau khi đã an trú trong nội tịnh, vô tướng vô phân biệt, thể niệm nhất cảnh chuyển, do nhân duyên đầy đối trị tất cả thối trọng của thân tâm, năng khiến tất cả thân tâm đều thích vui vẻ, sanh khởi tất cả thân tâm khinh an, đây gọi là tác ý sanh khởi khinh an. Sao gọi là tác ý thanh tịnh trí kiến? Do tác ý đây nên vào thời gian khác dụng nội tâm tịch tĩnh như vậy làm chỗ nương, do luôn luôn gia hạnh nội tâm nội tịch tĩnh tâm ở trong pháp quán tu tăng thượng tọa, đây gọi là tác ý thanh tịnh trí kiến. Vị kia tu hành theo từng thời gian như vậy, đối với các pháp đáng nhàm chán khiến tâm nhàm chán xa lìa, cũng vậy đối với các lậu và pháp xứ lậu, năng khiến tâm phát sanh thiêu đốt hết thảy, sanh nhàm chán hết thảy. Những gì gọi là pháp đáng nhàm chán họa hoạn, đều có bốn loại pháp đáng nhàm chán họa hoạn, đó là hoặc đối với việc hiện đang mắc phải suy tồn của mình và suy tồn của người, lúc đang hiện tại tiền, vì luôn tư duy tác ý như lý, nên thấy việc đây thật đáng nhàm chán, hoặc đối với việc trước kia hưng thạnh của mình,
và người đã tàn hoại diệt mất. Lúc tàn giã biến hoại vì luôn tư duy tác ý như lý, nên thấy việc kia thật đáng nhàm chán. Lại vị kia cũng hành như sau: vào thời gian này đối với pháp đáng hân lạc, khiến tâm vui mừng hớn hở. Vì sanh khởi vui mừng hớn hở, nó khiến trong tâm trở nên tươi mới, thấm nhuần, ẩn chứa sự vui thích trong sạch. Những gì gọi là pháp đáng hân lạc bậc thượng? Tóm lược có 3 pháp đáng hân lạc bậc thượng: 1. Tam bảo, 2. Học xứ thanh tịnh, giới thanh tịnh, 3. Ở nơi những điều chứng đắc sai biệt của bản thân, tâm không kiếp nhược, sanh tin hiểu sâu. Sao gọi là tùy niệm tam bảo khiến tâm vui mừng hớn hở? Như khởi niệm như vậy, ta này khéo được lợi lớn, đó là chư Như Lai chánh đẳng giác làm bậc đại sư của ta. Ta này khéo được lợi lớn, đó là được xuất gia trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia. Ta này khéo được lợi lớn, đó là được cùng các hành giả đầy đủ giới, đầy đủ đức, nhẫn nhục nhu hòa, đồng phạm hạnh làm pháp nữ thành tựu pháp hiển thiện. Ta này sẽ hiển thiện mà mạng chung, hiển thiện mà chết đi, đời sau sẽ đi đến cõi hiển thiện. Như vậy gọi là tùy niệm tam bảo khiến tâm vui mừng hớn hở. Sao gọi là tùy niệm học xứ thanh tịnh, giới thanh tịnh khiến tâm vui mừng hớn hở? Như khởi niệm như vậy, ta này khéo được lợi lớn, đó là ở trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác, khéo tu chánh hạnh trong chúng thành văn. Ta được cùng với các bậc đồng phạm hạnh, đồng giới, đồng học, đồng tu, thân ngữ ý nghiệp nhân tử, đồng chung sở kiến, đồng chung vật thọ dụng. Như vậy gọi là tùy niệm học xứ thanh tịnh, giới thanh tịnh khiến tâm vui mừng hớn hở, vì không hối hận làm tiền dẫn khiến phát sanh hoàn hỷ. Sao gọi là ở nơi điều chứng đắc sai biệt của bản thân, tâm không kiếp nhược, sanh tin hiểu sâu, khiến tâm vui mừng hớn hở. Như khởi niệm như vậy, ta này có sức, có khả năng khảm nhiệm. Vì giới thanh tịnh nên kham làm bậc pháp khí. Lại được cùng các bậc đồng phạm hạnh, đồng giới thanh tịnh, được cùng các bậc thiện sĩ chân chánh, có trí đồng trung sở kiến. Ta có khả năng khám nghiệm tinh cần tu tập chánh hạnh như vậy. Ngay trong hiện pháp, năng đắc điều chưa đắc, năng xúc điều chưa xúc, năng chứng điều chưa chứng. Do niệm đầy khiến tâm sanh cực hoàn hỷ. Như vậy gọi là ở nơi điều chứng đắc sai biệt của bản thân, tâm không khiếp nhược, sanh tìm hiểu sâu, khiến tâm vui mừng hớn hở. Lại do vị kia trước sau đều dõng mãnh tinh tấn như vậy, nên được an trụ nơi sự chứng đắc khác nhau. Lại vào thời sau, do tùy niệm đầy, nếu có những sự chứng đắc giải biệt khác cũng phát sinh tìm hiểu sâu, khiến tâm vui mừng hớn hở, đây gọi là môn khác. Tóm lại, hành giả tu hành như vậy, đối với các pháp đáng nhàm chán đều phục giảng luyện tâm, đối với pháp xứ năng thuận theo các lậu, khiến tâm xa lìa buông bỏ không nhập vào, đối với các pháp đáng hân lạc khiến tâm hớn hở gieo vui, đối với pháp do ra khỏi và do xa lìa sanh khởi vì có sự gần gũi yêu thích, thì khiến tâm hướng đến nương tựa vui thích an trú trong sự hòa hợp. Như vậy tâm kia, do hai hành tướng là nhàm chán và gieo vui, nên đi ngược với phẩm hắc hướng đến các phẩm bạch, dễ dàng đạt đến sự giải thoát. Như vậy tâm kia do tác ý điều điện tâm, nên trái lìa các phẩm hắc. Do tác ý tư nhẫn tâm, nên hướng đến các phẩm bạch. Do tác ý sanh khỏi khinh an, nên theo từng thời gian, đường samatha, thâu nhấp giữ gìn tâm vào bên trong. Do tăng ý thanh tịnh trí kiến nên tùy theo từng thời gian, đối với pháp cần tư trạch thì tư trạch tận cùng, tầm tư khắp cả, quán xét khắp cả. Như vậy tâm kia, tùy theo từng thời gian nên theo sự nhiếp thọ của Samatha, tỳ bát xá na, cảm nghiệm cùng với tất cả hành tướng, tất cả công đức kia làm nhân nhiếp thọ, trải qua ngày đêm sát na làm phược tu du, đợi đến lúc được thăng tiến. Ví như thầy kim hoàn giỏi hoặc học trò của ông, vào thời gian này dùng lửa luyện vàng lại bỏ tất cả cấu uế của vàng kia. Vào thời gian khác lại bỏ vào nước trong sạch, rồi dùng những vật dụng trong nghề để xúa gọt tô điểm. Do vàng đã được tinh luyện nên có đủ sức khảm nhiệm, mềm dẻo, dễ uốn nắn. Trong đây người thấy kim hoàn giỏi và học trò của ông dùng trí nghề nghiệp tinh xảo, khéo diệu, đã khéo rõ biết việc như thế, nên sử dụng các dụng cụ trong nghề tùy theo sở thích mà xúa gọt tô điểm với vô số kiểu dáng sai khác. Như vậy hành giả sinh tu du già khiến tâm xả bỏ, trái lìa tất cả câu uế như tham, cũng khiến tâm xả bỏ, xả lìa các nhiễm ô yếu não. Đối với các pháp đáng nhàm chán, sanh sâu chán lìa, vì khiến hướng đến các phẩm hỷ lạc thiện thanh tịnh, nên đối với các pháp đáng hơn lạc, phát sanh vui thích, khiến hân hoan, sanh khởi. Hành giả như vậy tùy theo ý thích mà tự an lập cho mình, hoặc phẩm Samatha, hoặc phẩm Tỳ Bát Xá Na, được ở đây các pháp kia năng khéo thần cận, năng khéo hòa hợp, không bị động chuyển, vui thích thuận theo trùng trùng nghĩa,
như điều đã tín hiểu đây mà nên thành tựu trọn vẹn.